Đây là cái nhà máy máy cắt gốc gạ, chế chế làm luồng nè. Đây có một cái bàn ở bên trong. Bây giờ mình sẽ đi xuống thử. Có nào lọt không trời? Dạ về bước đừng bước ngay mấy ấy thôi. Có gần mấy ký à? Chứ tại đứng ngay bên kia chút. Ê, đừng sập đó. Nhìn ngay sữa. Ê, cả nhà, vừa xuống nha. Ơi, quen đi sông rất đẹp luôn. Cây cầu đây nè, cây cầu rất cao. Giờ mình sẽ ngồi xem ông anh mình cắt một mình nha. Nè, hôm nay trải nghiệm dưới sông nha. Chứ thường thường mình đứng trên bờ quay không à. Đây là những cái đám lục bình chuẩn bị cắt này, mới cắt xong đám này. Đây là những cái tay lục bình. Cái này đủ độ dài mình mới cắt ra nè. Dài. Nhưng nó phải già. Già. Hay các bạn. Già quá thì nó cứng. Nó chai lục bình. Vừa đủ độ chắc phải 1,5 tháng. Cái này mình cắt xong mình đem lên mình phơi. Coi mấy nắng? Nắng dắt thì khoảng 5 nắng. Rồi sao biết là đủ nắng á, mình ấy, đem khô vô. Từ đọt, từ cái đọt tới cái gốc luôn. Khô từ đây xuống đây. Cái này mình đang ra cái gì nè? Đủ loại ra. Ra cái gì? Như thường thường anh đang cái gì á? Tròn có vuông có. Là đang cái sọt ha. Thành cái sọt. Giống như thành nhà. Thục ghét cũng có. Có hình cái ấu cũng có luôn, hình cái tổ chim nó nhỏ cũng có, rồi hình mấy cái bội mà giống như cái bội đựng ly à, bội dài dài mà thấp thấp đủ mẫu. Cái máy này chạy hao xăng dữ không? Máy này rất xăng, những chuyên dịch lớn á, có chuyên dịch là họ chạy thử chạy một vòng ha, một vòng xong luôn nha. Chuyến đò thiếu rồi ta.
Ba anh ngồi ngồi nghiêng một bên luôn. Có bị xeo rồi. Một cây. Cây yếu ha. Ừ. Có cây bình đằng này rồi chắc nè. Thôi mình kinh máy lên luôn ha. Ừ. Rồi. Rồi, ok các bạn ơi, thì nãy giờ sau khi mà trải nghiệm dưới sông xong, mình sẽ lên bờ ha, mình quay những cái lục bình đã phơi khô cho các bạn xem ha. Rồi một hồi mình sẽ vô nhà ông anh chị mình á, mình quay cho các bạn xem những cái sản phẩm đang lát từ lục bình ha. Đây là những cái lục bình phơi khô nha. Đó. Phơi khô tới đây đủ nắng thì mình sẽ đem vô nhà. Cất mình thấy nó rất là dẻo luôn nha. Đây rất nhiều nha. Sau khi mà đang khô xong, phơi khô xong thì đây bên kia còn gáo gáo ướt nè. Bên đây những cái sản phẩm này mới là khô hết rồi nè. Rồi một hồi mình sẽ vào nhà rồi mình quay những cái sản phẩm mà anh chị mình đã đang xong cho các bạn xem nha. Mình sẽ đi vô nhà mình quay cái những cái sản phẩm mà anh chị mình đã đang cho các bạn xem ha. Đây là những cái sản phẩm đã đang thành công xong rồi các bạn. Đó. Đó là một bộ nó gồm nhiều cái lắm cơ. Đây là có một loại sản phẩm nha, tại còn nhiều loại sản phẩm nhưng mà có cái này mình quay cho các bạn xem luôn. Đó. Có nhiều cái lắm. Đây là từ loại này là lớn nha. Rồi cái chung vô rồi dần dần cái này cũng cỡ mình để một bộ nó như thế này, một bộ nó gồm có 3 cái. Đó. Một bộ có 3 cái nha các bạn. Cái này mình cũng không biết là gì, mình chỉ thấy nó đẹp mình quay cho các bạn xem thôi, thì để người đang người ta sẽ biết, mà đây anh chị không có nhà nha. Đó, ở đây rồi rất nhiều cái ha. Thì nguyên liệu thì mình chỉ lấy cái khung ha, còn những cái lục bình thì mình vớt dưới sông lên mình phơi mình làm. Và ở trong đây là cái sản phẩm mà đang chuẩn bị đan rồi các bạn. Đó, hay những cái thanh lục bình khô ha, nó phơi rất dẻo ha. Và đây là đây sản phẩm nè. Cái này rất nhiều ha. Này sau khi đan xong mình sẽ giao lại cho cái người mà mướn mình làm ha. Mình lấy tiền thôi. Đó. Rồi thì mình cũng xin phép dừng video ở đây ha. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video nha. Mến chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.